Các bạn đang muốn có thật là nhiều Quân Huy để thoải mái tiêu xài, truy cập ngay vào shop quânhuy360.com. Khi chúng ta đăng ký tài khoản mới này sẽ nhận được Quân Huy hoàn toàn miễn phí nhé. Ui, mình nhận được 417 Quân Huy này, rất là ngon luôn. Chưa gì chúng ta đã có Quân Huy hoàn toàn miễn phí rồi đúng không bạn? Ở đây thì nếu mà các bạn chúng ta chơi những vòng quay sẽ nhận được rất là nhiều Quân Huy để chúng ta thoải mái rút về nick nhá. Đường link ở shop thì mình sẽ để phía bên dưới để các bạn chúng ta vui chơi nhận thật là nhiều quà nhá. Hi, xin chào bạn đến với video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ này và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách chúng ta nhận 800 điểm thật là nhanh, cực kỳ nhanh luôn, để chúng ta nhận được phần quà ngon nhất trong sự kiện này, kèm theo chi tiết cách để chúng ta chia sẻ cái điểm lịch vạn năng ấy chúng ta nhận được quà bạn nhé. Rất là nhiều bạn chúng ta chưa nhận được quà trong sự kiện lịch vạn năng rồi là chúng ta thiếu điểm này. Ok, nhớ xem cái video này để mình hướng dẫn cho tất cả bạn nhé. Kèm theo thì mình cũng có phần quà cho các bạn là người xem mới ba thẻ Garena mình để ngẫu nhiên trong clip này. Kèm theo hôm nay thì mình hết full các bạn rồi, mình mới xóa bớt rồi các bạn, chúng ta sẽ mở event tặng skin thẻ Garena bạn nhé. Ok rồi thì chắc là những bạn mà trúng trong cái live sau nhá, ngày mai hoặc là ngày kia nếu mà mình rảnh thì mình sẽ lên một cái buổi live mình phát quà cho bạn. Chúng ta cứ yên tâm nhá, like đăng ký kênh và chuông hỗ trợ mình là được thôi. Còn mini game thì vẫn như trong những cái video lần trước mình có nói ấy, là các bạn nhớ là tham gia bằng một con số bất kỳ và tên nick của bạn nữa. Ví dụ nhá, nhiều bạn không biết cách tham gia kiểu gì thì các bạn cứ bình luận này, em chọn con số 99 này đó, rồi là tên nick của em là chúc anh ngày mới vui vẻ, thế thôi là được rồi đúng không bạn? Rất là dễ và đơn giản, các bạn có thể bình luận những câu khác nhau, không phải là cứ như mình là được đâu nhá. Rồi và đầu tiên thì chúng ta cùng nói qua về cái sự kiện song ca dinh quà nhá. Rất là nhiều bạn bảo ui anh ơi sự kiện này kiếm điểm nó lâu lắm anh à. Ok thì mình sẽ nói qua tới cho tất cả bạn luôn nhá. Tiếp theo có rất là nhiều bạn chúng ta hỏi mình là anh ơi làm sao để bọn em có điểm thật là nhanh được, bọn em lấy quà bọn em đổi quà các kiểu đây, bọn em nhận ví dụ như là nhận cột mốc những skin bậc S các kiểu. Và đầu tiên mình cũng lưu ý cho tất cả bạn nhá là phần quà skin bậc A này, skin bậc S các kiểu này thì các bạn lưu ý nhá, chúng ta chỉ được chọn một trong những cái phần quà trong đây thôi, nghĩa là các bạn cứ cố gắng chúng ta lên mốc cao nhất của tất cả bạn chúng ta nhận, chứ đừng có nhận tự nhiên mà các bạn nhận cái skin bậc S cộng về túi đồ xong rồi chúng ta nhận về game là các bạn sẽ không nhận được phần quà khác nào đâu nhá. Đó mình nói lưu ý cho các bạn đấy. Ok và nếu mà mỗi ngày các bạn làm bình thường ấy, chúng ta chỉ nhiệm vụ chỉ được có 4 lượt hát thôi, chúng ta rất là ít điểm đúng không, cực kỳ ít điểm, thì các bạn có một cách rất là dễ hơn dành tới cho tất cả bạn nhá, là các bạn sẽ kiếm những cái nick ấy, hoặc là các bạn hỏi bạn bè của các bạn kiếm những cái nick mà offline 2 tháng trở lên, nghĩa là từ ngày 15 tháng 5 đó, offline trước ngày 15 tháng 5 nhá, các bạn sẽ lấy những nick đó nhập mã lời mời của chúng ta đây, mỗi người thì sẽ có cái mã lời mời này, các bạn sẽ nhập cái mã lời mời của chính chúng ta. Sau khi nhập xong nhá, sau khi lấy cái nick phụ đó ấy, chúng ta nhập xong thì các bạn sẽ có một đây, có một cái hát cùng này, chúng để tăng 15 điểm âm lượng này. Thì nói chung là mình cũng có rất là nhiều những cái nick offline trên 2 tháng, chắc khoảng vài trăm nick đấy. Nên là bạn nào nếu mà muốn mình giúp này, muốn mình nhập giúp ấy, thì các bạn nhớ like, đăng ký kênh và chuông hộ cho mình. Ok chưa? Thì comment xuống phía bên dưới mình sẽ tranh thủ để mình giúp cho tất cả bạn. Sau khi mà giúp thì các bạn sẽ có phần song ca, chúng ta nhận được 15 điểm này. Đó, chúc mừng bạn đã nhận được 15 điểm nhá. Cứ 15 này, cứ 2 tháng trở lên các bạn giúp là sẽ được, chúng ta sẽ nhận được ngay 15 điểm đây. Vậy là sau khi mà giúp như thế các bạn kiếm càng nhiều nick, nói chung là kiếm khoảng 10-20 nick, cứ nhắn tin cho bạn bè của các bạn ấy, chúng ta kiếm đến 10-20 nick là kiểu gì chúng ta cũng gọi là làm cái sự kiện này nó nhanh hơn đúng không? Ok và tối nay mình ngồi rảnh thì mình sẽ giúp cho tất cả bạn đảo hộ cho mình nhá. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều. Ok chưa? Nên là chúng ta nếu mà muốn có điểm thật nhanh để chúng ta nhận quà thì chỉ có cách là chúng ta lấy cái mã mời chính chúng ta ấy vào những cái nick phụ nhá, offline trên 2 tháng cho ta nhập xong rồi xong ca thì các bạn sẽ nhận được 15 điểm thôi. 15 điểm là các bạn phải bằng hơn 2 lần xong ca bình thường rồi, nghĩa là các bạn sẽ nhanh hơn 2 lần rưỡi, phải khoảng 2 lần rưỡi các bạn nhá. Đó quá là tuyệt vời luôn đúng không? Nhanh hơn 2 lần rưỡi so với người khác thì quá là tuyệt vời. Ok và đây, sau khi mà các bạn xong ca đây này thì không phải là các bạn xong ca được một lần đâu nhá. Đây mình đây xong ca này. Đó, chúng ta được 15 điểm, cứ có lượt song ca lại nhảy vào đây. Đó, để song ca thôi. Nói chung là cái nick phụ kia ấy,
cứ có càng nhiều lượt rút thì càng ok, các bạn cứ nhảy vào song ca để chúng ta lấy 15 điểm, quá là tuyệt vời đúng không? Qua nick phụ làm nhiệm vụ bên nick phụ rồi đó xong đi. Tại vì nếu mà các bạn song ca nhá thì nó sẽ lấy cái lượt giúp bên nick phụ của chúng ta ấy, nên là các bạn cứ qua bên nick phụ cho nó bên nick phụ càng nhiều lượt giúp càng tốt, thì các bạn sẽ nhận được gọi là rất là nhiều điểm, cày điểm cực kỳ nhanh luôn, quá là ngon đúng không? Đó, một cái mẹo dành cho tất cả các bạn chúng ta cày game, cày sự kiện quá là tuyệt vời luôn. Ok chưa? Tiếp theo thì có rất là nhiều bạn hỏi mình về cách để chúng ta chia sẻ điểm ở trong sự kiện lịch vạn năng. Nhiều bạn không để gọi là có cái phần mã code ở đâu, nhiều bạn không biết là cái mã code ở đâu cả. Ok thì đây, giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn nhá. Đây, rồi tiếp theo nếu mà các bạn chúng ta muốn có được cái mã code chúng ta cầu cứu ấy, thì chỉ trong những cái nick mà chúng ta apply rất là lâu rồi thì các bạn chúng ta cũng mới có cái phần đó chính là cầu cứu nhá. Những bạn nếu mà chúng ta không có phần SOS này thì các bạn chúng ta sẽ không được nhận lượt giúp từ những cái người khác các bạn nhá. Và những cái nick mà chúng ta có phần SOS thôi. Nhiều bạn nếu mà vào lịch vạn năng không có phần SOS này thì bỏ qua đi các bạn ơi. Chúng ta sẽ không được người khác giúp điểm cho tất cả chúng ta đâu. Đó, còn những bạn nếu mà có phần cầu cứu thì các bạn chỉ cần sao chép cái phần này, các bạn gửi cho những cái người mà chúng ta thừa điểm ấy, thì các bạn sẽ được người ta trợ giúp nhá. Chắc chắn là có rất là nhiều bạn thừa điểm và cũng sẵn sàng giúp cho tất cả bạn thôi. Tại vì điểm giờ để cũng có làm gì đâu, cứ 1.000 điểm là chúng ta nhận quà rồi, để thừa trên 1.000 điểm thì cũng có làm gì đâu, đúng không bạn? Đó, nên là nếu mà các bạn đang xem chưa đủ ấy, chưa đủ điểm mà không có phần cầu cứu này, thì các bạn chúng ta cứ điểm danh vào tháng sau để chúng ta nhận quà sau so với người ta bạn nhá. Đường nào thì chúng ta cũng nhận được quà thôi. Nói chung là nhận hơi muộn so với người ta một chút xíu, nhưng mà cũng được nhận chứ không phải là không được nhận các bạn nhá. Ok, đó nói chung là thôi như thế cũng được rồi, đúng không bạn? Và giờ thì chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Và các bạn đang xem thì đừng quên like, đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều. Trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái sự kiện chi tiết hơn để chúng ta chơi, chúng ta nhận quà nhá. Chào tất cả bạn.